bên cạnh những cái lợi thế về mặt tố chất cộng với lại những cái đam mê, cái tuổi trẻ của bạn cũng là một điều mà tôi hơi băn khoăn một chút, khi liệu có nên là giao cho bạn những cái trọng trách nó cao. Một tuổi người trẻ như vậy mà quá nhiều cái skill như này thì tôi e rằng là không phải có gì xuất sắc lắm. Tôi rất là tự hào thế hệ này và có những người như em. Em may mắn có một cái khả năng bẩm sinh. Tôi nghĩ rằng dù bạn có đến một cái tổ chức nào, của công ty nào, thì chỉ cần bạn giữ được cái nhiệt huyết bây giờ, rồi cái sự ham học hỏi và một chút khiêm nhường thì mình sẽ thành công. Đến thời điểm này, em không nên đi làm thuê nữa, hãy làm cho chính bản thân mình. Xin chào các sếp, tôi tên là Phạm Tiến Quyết. Tôi đến đây để mong muốn tìm kiếm công việc và vị trí trợ lý giám đốc thương hiệu ở Zeton Brand Manager. Tôi đã từng có kinh nghiệm làm việc với những vai trò khác nhau trong mảng xây dựng thương hiệu như là quản lý, tổ chức sự kiện hay là xây dựng và phát triển nội dung, sáng tạo. Thì hiện tại công việc của tôi đang muốn tập trung theo đuổi đó là ngành truyền thông và quảng cáo trực tuyến, Digital Marketing. Hiện tại tôi đang làm việc tại một tập đoàn truyền thông toàn cầu với vai trò là người sẽ lên kế hoạch tạo ra những cái chiến dịch truyền thông nhằm phát triển quảng bá cho những nhãn hàng là những tập đoàn lớn là khách hàng của bên tôi. Ưu điểm của bản thân để cho tôi trở nên khác biệt trong công việc đó là tôi là một người có khả năng xử lý và phân tích các thông tin về xu hướng của thị trường, phân tích nhu cầu và hành vi của người tiêu dùng, kết hợp cùng với những kiến thức chuyên môn về truyền thông, về quảng cáo để có thể đưa ra được những ý tưởng mới nhằm đạt được những mục tiêu phát triển của nhãn hàng. Và tôi cảm thấy điều này đặc biệt quan trọng, nhất là trong thời đại công nghiệp 4.0, nơi mà dữ liệu về người tiêu dùng, dữ liệu về hành vi của người tiêu dùng là chìa khóa thành công của các nhãn hàng. Và đến với chương trình này, tôi hy vọng sẽ có cơ hội được chia sẻ và gặp gỡ các sếp để có thể tìm kiếm một cơ hội về công việc làm phù hợp với bản thân. Tôi xin cảm ơn. Phạm Tiến Quyết là người sẽ bước vào vòng chinh phục. Nhưng mà trước khi bước vào thử thách tiếp theo của chúng tôi thì bạn sẽ phải nhập mức lương kỳ vọng vào đây. Tôi luôn luôn nhắc những ứng viên của chúng tôi là phải cân nhắc hết sức trước khi quyết định nhập mức lương kỳ vọng. Đây là một điều rất quan trọng. Và mức lương kỳ vọng này chỉ có bạn và tôi biết mà thôi. Rất nhanh. Một chàng trai còn trẻ nhưng rất quyết đoán. Nó quan trọng là bởi vì bạn sẽ được chấp nhận công việc khi mà mức lương kỳ vọng của bạn không cao hơn mức lương mà các sếp sau đó sẽ đưa ra. Bây giờ thì bạn chuẩn bị bước vào phần chinh phục. Bạn sẽ phải làm hết sức mình. Bởi vì ở đây các sếp của chúng ta có tất cả là 6 cái đèn. Đèn xanh tức là tuyển. Và bạn hãy cố gắng làm sao để giữ tới cùng cả 6 cái đèn xanh này. Phần thi chinh phục bắt đầu. Tới rồi hả? Chào anh Tiến Quyết. Dạ em chào anh. Mời ngồi. Trước hết giới thiệu tôi là Tú. Em chào anh Tú. Tôi nghe đồn là anh rất là giỏi đúng không? Cái vấn đề anh cũng giỏi, đặc biệt là marketing. Ai đồn cái tin với tôi thì nghĩ tôi chỉ làm tốt cái công việc của mình thôi. Khiêm tốn nữa, trời ơi. Bây giờ tôi hỏi anh. Trước hết chúng ta bắt đầu vào việc á, thì anh hãy chia sẻ cái kinh nghiệm của anh đi. Về cái việc mà tư vấn khách hàng về những cái chiến lược marketing á, đặc biệt là cái mảng digital nha. Thế giới hiện nay thì ai cũng sẽ có một cái điện thoại trong tay. Những nhà quảng cáo sẽ có cơ hội để tiếp cận được với những cái đối tượng khách hàng của mình đang muốn truyền tải cái thông điệp với những cái sản phẩm của mình vào. Digital marketing tức là cái công cụ để mình có thể giới thiệu được cái sản phẩm của mình đến đúng được những cái nhóm đối tượng mà mình đang muốn hướng tới. Đúng. Thì trước đó là anh đã hỗ trợ gì cho khách hàng gì rồi? Những cái sản phẩm gì rồi? Tôi đã từng làm cho những nhãn hàng về những cái sản phẩm dành cho những cái đối tượng vô cùng đặc biệt như là những bà bầu. Bà bầu hả? Đúng rồi. Là mình làm cái gì ha? Là mình giới thiệu một sản phẩm dành cho những bà bầu chuẩn bị sinh em bé chẳng hạn vậy. Hoặc là những sản phẩm về đồ ăn, thức uống. Thì tôi giới thiệu những cái sản phẩm đó dành cho những nhóm đối tượng của tôi khác nhau như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi muốn biết rõ một cái chiến lược mà một vị khách hàng mà đối với là đặc biệt nhất đi. Đặc biệt nhất thì tôi có làm một nhóm khách hàng là hướng tới những bà bầu. Thì tôi phải hướng đến là tôi phải làm sao để có thể tìm kiếm được ai ở trên mạng dựa vào những cái phân tích, những cái dữ liệu của bên tôi có được, những cái mà tôi có thể làm việc được với những cả các đối tác của mình để có thể tìm được ai là mẹ bầu và ai có khả năng đủ điều kiện để mua những sản phẩm cao cấp đến như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi muốn biết cái kết quả của chiến dịch của anh vừa nêu ra nó như thế nào, nó có thành công hay không? Chiến dịch của tôi đưa ra vô cùng thành công khi tôi đã ra mắt một sản phẩm vô cùng mới của công ty khách hàng của tôi, nhưng mà cũng đã được gọi là chiếm một cái thị phần của thị trường cũng đủ lớn để có thể phát triển thành một chiến dịch dài hơi. Vậy cái bài học rút ra sau cái chiến dịch đó của anh là gì? Cái việc đầu tiên là mình sẽ phải hiểu được cái sản phẩm của mình là gì, cái yếu tố cốt lõi của cái sản phẩm là gì, và mình hiểu được cái nhóm đối tượng mà mình đang hướng tới là gì, để làm sao đưa cái giá trị của những cái sản phẩm của cái nhãn hàng mà của các công ty, của các anh chị hay nhãn hàng của khách hàng của tôi để đưa đến được đúng cái đối tượng đó và thỏa mãn được đúng cái mong muốn của họ.
Đến đây với chương trình Cơ hội cho ai thì cháu tìm kiếm cái gì? Đến với chương trình Cơ hội cho ai thì cháu mong muốn là sẽ có cơ hội được gặp gỡ các anh chị và tìm kiếm những công việc. Tại vì cháu đang làm là vị trí là một agency, tức là người giúp đỡ cho các công ty để phát triển. Nhưng việc đưa ra quyết định cuối cùng thì sẽ là đến từ các công ty như các anh chị ở đây để đưa ra là quyết định tôi sẽ làm điều gì để giúp ích cho nhãn hàng của tôi. Thì cháu mong muốn được có cơ hội được đứng ở vai trò là người đưa ra quyết định là cái mình sẽ sử dụng chiến dịch gì, mình sẽ sử dụng hoạt động marketing như thế nào để phát triển cho các nhãn hàng của bản thân mình thay vì là làm cho người ta. Tôi thấy bạn trải qua rất nhiều các kinh nghiệm rất là tuyệt vời, toàn những cái thương hiệu lớn và một vài công việc khác nữa thì đều những công việc rất là lớn. Thì cho tôi hỏi rằng là trong lĩnh vực làm digital marketing thì bạn cho rằng điều gì là quan trọng nhất và trong đó thì bạn làm cái gì giỏi nhất? Tôi thì cái công việc về digital marketing thực sự là những cái công cụ ở đây nó không quá khó đối với cả nhiều người, nhưng mà điều mà sẽ làm tạo ra cái unique selling point là những cái điểm khác biệt của tôi, tức là tôi có thể hiểu được, tìm hiểu, phân tích những dữ liệu về người dùng trước khi tôi bắt đầu là quyết định là đi những cái loại hình hình thức marketing nào. Thì tôi phải hiểu được cái nhóm đối tượng của mình là gì, hiểu được nhãn hàng của mình là gì để có thể tạo ra được một cái phù hợp nhất. Tại vì cái vấn đề là ai cũng có thể làm được, nhưng ai làm nó phù hợp, nó hiệu quả và nó đạt được kết quả tốt nhất cho nhãn hàng thì đó là cái mà tôi cảm thấy tôi tự tin nhất trong cái việc trong hoạt động làm việc của mình. Cái điều gì mà truyền cảm hứng cho bạn theo đuổi lĩnh vực marketing? Điều mà truyền cảm hứng cho tôi trong ngành marketing thực sự là tôi thích quảng cáo, tức là giống như hồi bé ai cũng xem quảng cáo. Hồi bé thì mình chỉ thích một cái là nó vui, nó hình ảnh thôi, nhưng mà đối với tôi thì để tạo ra được những chiến dịch truyền thông mà có ý nghĩa, có sức lan tỏa với cộng đồng thì đó là cái mong muốn của tôi, để tạo ra những cái hoạt động quảng cáo nó tích cực và nó đi vào lòng người hơn. Em có thể chia sẻ là lần kiếm được tiền nhiều nhất của em là bao nhiêu tiền? Em nghĩ đó là năm em học cấp 3, tức là hiện tại thì lương của em sẽ cao hơn mức đấy, nhưng mà lúc đấy ở cái thời điểm đấy là em được rất là nhiều tiền ở thời điểm đấy, nhờ cái việc mà em đạt được những danh hiệu học sinh giỏi của cấp tỉnh. Thì em được thưởng từ rất là nhiều các đơn vị tổ chức để có thể giúp đỡ em với những học bổng để em có thể phát triển được hoạt động học tập của em và em có thể học tập đến sau này. Thì cái thời điểm đấy là em gọi là tự hào nhất về cái việc mà mình tạo ra được tiền khi mình đang còn học cấp 3 như vậy. Thế còn từ khi đi làm? Lúc em đang thực tập ở một công ty hiện tại, em có làm công việc freelance, tức là em công việc thứ hai, thì em có hai cái mức lương như vậy. Và cái đó nó giúp cho em khá là nhiều trong cái khoảng thời gian em đang học đại học lúc đó. Rất là nhiều thì là bao nhiêu? Một tháng thì em khoảng được 8 đến 10 triệu ở trong thời điểm lúc em đang học năm 3 đại học. Bạn có nói là bạn muốn chuyển sang làm marketing cho một cái doanh nghiệp, đúng không? Thì ví dụ khoảng 6 tháng nữa thì doanh nghiệp của chúng tôi có một cái campaign Tết. Thì bạn có creative idea gì cho cái campaign Tết của chúng tôi không? Thì hiện tại hơi khó để em có thể đưa ra một cái ý tưởng về quảng cáo ngay lập tức dành cho công ty, tại vì em phải cần hiểu nhiều hơn về những cái đấy. Nhưng mà đối với em thì mùa Tết là mùa của những yếu tố liên quan đến gia đình, mùa là liên quan đến những cái vấn đề về nhà, liên quan đến gắn bó với cả gia đình nhiều hơn. Như em vừa chia sẻ, em muốn tạo ra được những cái quảng cáo nó có tính liên kết và tạo ra những giá trị tốt cho xã hội nhiều hơn, thì em mới hướng đến là những cái gì đấy nó nhiều về mặt cảm xúc nhiều hơn và nhiều về mặt gia đình nhiều hơn. Cái nhóm khách hàng của tôi là một cái nhóm khách hàng nông dân, và những cái nhóm khách hàng đó là hầu như là không sử dụng Facebook. Bạn định vị là sử dụng truyền thông xã hội hay là sử dụng truyền thông truyền thống? Thực ra tất cả những cái thông tin, những cái quyết định để lựa chọn cái chiến dịch truyền thông nó như thế nào, nó sẽ nằm ở chính những đối tượng mà mình đang muốn hướng tới. Thì đối với người nông dân, họ sẽ có xu hướng là họ sẽ xem TV nhiều hơn, về radio, hay là họ sử dụng những cái công cụ cũng khác. Thì tôi sẽ dựa vào những cái hành vi của họ, hoặc là họ đọc báo thì họ sẽ xem những tin tức về nông nghiệp, về thông tin mùa vụ, về thời sự trong nước chẳng hạn vậy. Thì tôi sẽ có thể nhóm được và tìm ra được những cái hành vi của họ để có thể đưa ra được cái sản phẩm của mình đúng những cái hoạt động của họ thường ngày, để họ biết được cái sản phẩm của mình và họ hiểu được thêm sản phẩm và có thể mua sản phẩm của mình. Thực ra đối với tôi, nhóm khách hàng nông dân, mọi người hay nghĩ là họ sẽ không có công nghệ, họ không có nhiều thứ, nhưng mà đối với tôi, theo những cái báo cáo mà tôi có được biết, thì những nhóm người nông dân họ cũng đã đều có smartphone, có điện thoại thông minh. Tại vì cái giá thành của nó thực ra nó cũng không quá mắc so với cả cái mức thu nhập của họ. Số lượng người mà họ truy cập lên Internet hay số lượng người truy cập lên những mạng thông tin xã hội cũng đã ngày càng tăng cao. Thì tôi có thể kết hợp được giữa những loại hình truyền thống quảng cáo truyền thống như là bảng quảng cáo ngoài trời hay là TV chẳng hạn, và kết hợp cùng với cả digital marketing mà tôi đang muốn theo đuổi để tạo ra một cái chiến dịch truyền thông mà đi đến được sát nhất với cả cái nhóm đối tượng của mình là người nông dân.
Bạn đã bao giờ làm marketing cho bất động sản chưa? Tôi có vừa có chia sẻ là tôi làm những nhãn hàng liên quan đến bán lẻ, là những hàng liên quan đến thức ăn, nhưng mà chưa có cơ hội làm trong ngành bất động sản. Bạn muốn làm bất động sản không? Tôi nghĩ đó là một ngành khá là khác so với cả những cái tôi đã từng làm, nhưng mà nếu mà tôi có cơ hội thì cô sẵn sàng để có thể chia sẻ, nói chuyện thêm với sếp Hưng và có thể cơ hội làm việc cùng với marketing trong ngành bất động sản. Một tuổi người trẻ như vậy mà quá nhiều cái skill như này thì tôi e rằng là cái gì nó cũng sâu sâu rồi, nó cũng không phải có gì xuất sắc lắm. Thì bạn cho rằng bạn giỏi nhất cái gì? Thực ra đối với tôi thì một người trẻ, tôi sẽ có cơ hội và tôi mong muốn là sẽ làm được nhiều mảng khác nhau. Đó là cái quá trình mà tôi đã tìm tòi làm việc và học tập trong thời gian tôi đang học đại học, để tôi tìm được đâu là cái yếu tố mà tôi giỏi nhất, tôi có thể mạnh nhất để phát triển. Thì tôi nghĩ đó là cái mảng về leadership, là kỹ năng lãnh đạo. Tôi có thể lãnh đạo được bản thân mình, tôi hiểu được bản thân mình, tôi cần gì, tôi muốn gì, và tôi sẽ phải cần học điều gì để có thể phát triển được cho cái sự nghiệp, công việc của mình trong hiện tại và tương lai. Tôi rất là thú vị về bạn, tôi sẽ chiến đấu để tôi lấy bạn. Tôi cảm ơn sếp ạ. Con trai của tôi chỉ thua bạn 6 tuổi thôi, nhưng mà cái tư duy về luật pháp và về marketing hiểu biết ở trên thế giới thì phải nói là tôi không bằng được. Bạn 22 tuổi mà bạn ứng biến được các câu hỏi của các sếp. Tôi chưa nói đến cái thang điểm tôi sẽ chấm cho bạn là bao nhiêu, nhưng mà tôi rất là thú vị về bạn. Tôi xin cảm ơn sếp Nga. Vâng. Nếu nhìn kết quả của tất cả những gì em đã học và những gì em đã tham gia ở ISEC thì đáng lẽ em sẽ phải có mức thu nhập cao rất nhiều, và anh hoàn toàn có lòng tin rằng là đến thời điểm này em không nên đi làm thuê nữa. Hãy làm cho chính bản thân mình. Đấy là một lời khuyên từ sếp Hoàng Nam Tiến. Chúng ta sẽ đi đến phần chốt cái quyết định. Các sếp sẵn sàng rồi chứ ạ? Vâng. 3, 2, 1. Xin mời. Xin mời các sếp chia sẻ về cái khả năng của mình và cái nhận xét cũng như là cái mức mà các sếp đưa ra để thuyết phục. Có lẽ bắt đầu từ sếp Hưng. Bên cạnh những cái lợi thế về mặt tố chất cộng với lại những cái đam mê thì cái tuổi trẻ của bạn cũng là một điều mà tôi hơi băn khoăn một chút, khi liệu có nên là giao cho bạn những cái trọng trách nó cao hay không. Nhưng tuy nhiên thì tôi vẫn offer cho bạn một cái vị trí là làm marketing manager. Tuổi trẻ ra là một thách thức nhưng mà cũng là một cơ hội. Tuổi trẻ thì là cơ hội để cho mình cống hiến và mình tỏa sáng. Tuổi trẻ cũng chưa cần phải quá kỳ vọng nhiều vào mức lương hiện tại, bởi vì những gì mà mình nói, những gì mình học chưa có trải nghiệm thực tế. Mà marketing là một nghề để giúp doanh nghiệp có thể phát triển được bán hàng. Vì vậy cho nên mình vẫn cần một cái thời gian để mình có thể chứng minh được những gì mà mình học hay những gì mà mình nói ngày hôm nay nó có thể trở thành hiện thực hay không. Vì vậy tôi cũng offer cho em một cái vị trí là chuyên viên marketing. Thì bạn cũng biết là cái nền tảng thương mại điện tử của bên chúng tôi là có rất là nhiều các hoạt động. Và gần đây thì cũng có một cái thương vụ là mua lại một cái nền tảng bán vé và sự kiện khác. Thì nếu mà bạn có hứng thú về mặt media, về mặt sự kiện, tổ chức các show thì cũng là một cái nền tảng mà bạn có thể thử sức mình. Thì bạn có thể thử sức ở các ngành hàng, cũng như là thử sức tại các cái lĩnh vực mới, chẳng hạn như là vé và show. Thì cái vị trí mà tôi có offer được cũng là một vị trí mang tên là chuyên viên marketing. Thì dự kiến là cuối năm nay hoặc đầu năm tới chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị vào thực hiện cái dự án đó. Và tôi cũng rất mong muốn bạn sẽ hỗ trợ cho hệ thống marketing và quan hệ quốc tế. Bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta phải chốt mức lương cuối cùng mà các sếp ở đây đưa ra. Và chúng tôi xin mời các sếp. Các sếp đã có quyết định của mình. Chúng tôi xin mời. Wow, wow. Sếp Vũ Mạnh Hùng đề xuất bạn một vị trí là quan hệ quốc tế với mức lương là 25 triệu đồng một tháng, với đầy đủ thanh toán các phương tiện đi lại, tiền lương, thưởng, bảo hiểm, vân vân. Sếp Ngô Hoàng Gia Khánh đề xuất bạn là chuyên viên marketing và với mức lương là 20 triệu đồng với chi phí bảo hiểm và thưởng. Sếp Lưu Nga đề xuất trợ lý giám đốc marketing với mức lương là 20 triệu đồng với đầy đủ các cái chế độ khác, đi lại,
bảo hiểm, lương thưởng và các chi phí khác. Sếp Phạm Thanh Hưng đề xuất bạn là Digital Marketing Manager với mức lương là 23.190.000 đồng với tất cả những cái chế độ khác, đi lại, bảo hiểm, lương thưởng và các chi phí khác. Nhưng mà điều quan trọng nhất, chiếc vali này nó sẽ quyết định là chúng ta có gặp nhau hay không, có duyên nhưng mà có phận hay không. Nó phụ thuộc rất nhiều vào mức lương kỳ vọng của chính bạn Phạm Tiến Quyết. $18 triệu. Xin chúc mừng Phạm Tiến Quyết và xin chúc mừng các sếp. Chúng ta đã gặp nhau. Chúng ta đã gặp nhau và thương lượng đã thành công. Thực ra là cơ hội của 4 sếp đều thực sự là may mắn, là vượt qua những cái kỳ vọng mà tôi đã đặt ra từ ban đầu và tôi có cơ hội được có thể trở thành nhân viên của các sếp. Nhưng mà đối với tôi thì tôi sẽ phải theo những cái kế hoạch của bản thân và dự định phát triển lâu dài trong cái lĩnh vực của mình, trong marketing. Tôi xin cảm ơn sếp Hùng và sếp Hưng, thì tôi phải chọn sếp Nga và sếp Khánh. Bạn lại phải chọn một. Trước khi mà em trả lời cái câu hỏi của mình thì tôi rất là muốn được chia sẻ một chút thôi. Tôi rất là tự hào vì thế hệ này còn có những người như em. Em may mắn là có một cái khả năng bẩm sinh. Cho nên dù em chọn Gia Khánh hay chọn tôi thì tôi cũng rất là vui và hạnh phúc. Dạ, tôi xin cảm ơn sếp Nga. Thì tôi thì rất là ấn tượng với cái phần thiện của bạn. Thì như tôi đã có chia sẻ thì cái cơ hội của bạn rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng là dù bạn có đến một cái tổ chức nào, một cái công ty nào, thì chỉ cần bạn giữ được cái nhiệt huyết như bây giờ, rồi cái sự ham học hỏi và một chút khiêm nhường thì mình sẽ thành công. Xin cảm ơn sếp Khánh. Và bây giờ sẽ là quyết định cuối cùng. Quyết định của tôi sẽ là tôi mong muốn có được một môi trường năng động, luôn luôn đột phá và là một startup thành công, có thể nói là thành công của Việt Nam. Thì tôi quyết định lựa chọn là sếp Khánh. Sếp Khánh, oh, xin chúc mừng. Xin chúc mừng. Vâng, những người trẻ họ đã gặp nhau ở cương vị khác nhau. Bây giờ thì Phạm Tiến Quyết, một chàng trai 22 tuổi, sẽ trở thành nhân viên của sếp Khánh, một chàng trai cũng mới chỉ 30 tuổi thôi. Bây giờ thì các bạn sẽ đặt tay lên để xác nhận thỏa thuận hợp tác đôi bên. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa xin chúc mừng thỏa thuận thành công về một sự hợp tác. Tôi hy vọng rằng và tôi tin rằng trong một thời gian không xa tôi sẽ được nghe những kết quả nó rất thực tế từ sếp Gia Khánh gửi đến cho chúng tôi. Tôi chọn sếp Khánh vì tôi cảm thấy đây là một môi trường khuyến khích sự sáng tạo, năng động, và tôi tin rằng thì khi tôi được ở môi trường đó tôi sẽ có phát triển nhiều hơn. Thực ra tôi mới ra trường và tôi có cơ hội để có thể giành được những sự quan tâm và những offer tốt từ cả 4 sếp như vậy, thì tôi thực sự cảm thấy rất là vui mừng. Hãy đăng ký tham gia Cơ hội cho ai Futures ngày hôm nay để chớp cơ hội vàng, sẵn sàng bứt phá.